Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới phần tiếp theo nào mọi người ơi. Ở đây nó đang có cái dương 12 bớt đây. À, thôi cần gì đâu. Trời ơi, sinh nhật của bạn, bạn đãi tiệc sinh nhật thì như cái quần mà bạn bắt phải mua quà tặng sinh nhật cho bạn nữa. Nghe nó hơi khó, hơi khoai, hơi dài một tí nữa nha. Và hôm nay thì nó có sự kiện mới à. Đó chính là sự kiện gọi là leo tháp này mọi người. Đó, sự kiện leo tháp thì chắc là... Ủa, cái tháp mà nhìn quen vậy á. Ủa, và con rồng mà chúng ta nhận được ở cái tháp này. Ô, nhìn quen luôn các bạn ơi. Vậy chắc là đây sẽ là một con rồng cũ rồi. Theo như mọi người là... Ờ thôi, mình nghĩ là chắc cũng không cần hỏi đâu. Mọi người sẽ nói luôn đấy mình. Đó chính là... Mình nghĩ là mọi người sẽ tập trung đấy Isigna cũng như là Lê Quà. Chứ mọi người không có quan tâm tới con rồng ở phía trên đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì con rồng ở trên chắc chắn là một con rồng cũ. Ủa, không phải không? À không, đây là mấy cái mảnh để check thử xem nào. Tại sao bây giờ nó không ra một con rồng mới nhở? Con này chắc chắn là rồng cũ luôn. Mình đã từng thấy nó rồi. Con khủng long ba sừng Air Team Defend Dragon. Đây chắc chắn là một con rồng cũ nha mọi người nhá. Cho nên là không cần thiết phải lấy lắm. Bây giờ mình sẽ tập trung mình đi mấy cái này thôi mọi người ơi. Đó, tập trung đi lấy mấy Isigna thôi. Quá quen thuộc với những cái bài vở này rồi. Còn cái bánh sinh nhật thì có nên lấy không ta? Mình nghĩ là nếu như mà mình mà cố gắng ấy thì mình vẫn sẽ kịp lấy cái bánh sinh nhật của cái Habitat ấy. Đúng rồi, vẫn kịp lấy cái Habitat. Thì theo như mọi người là mình có nên lấy không nhỉ? Nghĩ là quá đấy. Cũng có thể đấy. Với cả là mấy cái này chắc là lấy hết đi các bạn. Không cần quan tâm đến con rồng ở phía trên đấy. Cho nên là cái gì mà liên quan tới event, cái gì liên quan đến sự kiện thì mình sẽ tập trung mình lấy một lượt luôn nha mọi người nhá. Ok, số 3 này, 1, 2, 3, cũng chưa cần. Đó, mình sẽ lấy này trước, Isigna trước. Sau đó là mình sẽ lấy cái bánh sinh nhật sau. Cái mình nghĩ là cái này là cần đấy nhá. Cái hóa thạch cái này, không phải cái thiên thạch thì đúng hơn. Cái thiên thạch này cũng khá là cần, cho nên là mình sẽ lấy cái thiên thạch nha mọi người. Rồi, bây giờ thì cứ... Quay đều. Ok, lên, qua. Yes sir. Đó. Thì hôm nay là ngày đầu tiên nó có cái sự kiện này. Thì mọi người cố gắng lấy cái này, lấy cái nọ nhá. Cố gắng lấy đủ đồ nhá mọi người nhá. Đấy, đừng có quên nhá. Mình thấy nhiều bạn chơi mà các bạn cứ gắng tích lũy được rất là nhiều, sau đó là mọi người quên á, thì thấy nó cũng hơi tiếc các bạn ạ. Nên là mọi người cố gắng, đừng có quên. Nếu là số 2 thì mình sẽ lấy cái dương, còn nếu là số 3 mình sẽ lấy cái này. Ok, đừng có số 1 nhá. Trời ơi, nát sạch kế hoạch luôn. Sai sách thực sự luôn các bạn ơi. Không sao. Cái lần đầu cái hàng dưới cùng ấy thì nó tốn rất là ít đấy mọi người. Nên là mình nghĩ là lo được. Một lần chỉ có 25 thôi. Nên là cứ lấy vét hết các bạn ạ. Vét sạch. Có cái gì vét cái đấy. Ủa dồi ôi, sao nó cứ đi số 1 thế nhở? Cay ơi là cay luôn đấy. Nhưng không sao, ở dưới số 1 chắc là lên trên cao nó cho mình số 2, số 3 nhiều. Đấy, mình cứ để nó thư thư thả thả này, từ từ xem cái dương này. Nghe 6 game này. Cho tôi 6 game đi. Liệu tôi có may mắn đến mức độ à không? Coi như tôi chưa nói cái gì hết các bạn ạ. Tôi nghĩ tôi sẽ là một người may mắn tôi nhận được 6 game. Nhưng mà câu trả lời là không có đâu. Là mình qua 6 game mà lấy. Bây giờ mà là số 3, công nhận là mình không phải là một người quá là thôi. Mình đúng là một người xui xẻo các bạn ạ. Mình cứ tưởng mình mở được số 3 cơ. Nhưng mà câu trả lời là không các bạn ạ. Và bây giờ thì mình cần số 2. Ừ, cần số 2 cho số 3. Nhưng bắt buộc phải đâm đầu lên trên đây các bạn ạ. Để lấy cái cục thiên thạch này. Asteroid P. Ủa, cái asteroid này nó nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Bạn nào có thể cắt nghĩa của mình xem nào. Ừ, số 3 là đẹp nha. Số 3 là đúng là beautiful nha. Ok anh em. Được lên trên cái tầng mới rồi đó hả? Ủa, sát bên luôn. Được. Một cái bánh kem sinh nhật. Hey,
một cái bánh kem rơi thẳng vào mồm các bạn ơi. Mình xin nha. Nói chung là vẫn cứ đi lấy mấy cái quà sự kiện trước rồi lấy cái đấy sau. Lấy cái dương này, cái dương này nhìn có vẻ ngon này. Mình sẽ ưu tiên lấy mấy cái dương nhá, mấy cái đồ kiểu sự kiện đấy. Đây, đây. Hoặc là cái dương này có ngon không nhỉ? Nếu đi số 1 thì mình sẽ lấy cái dương, còn nếu không thì mình sẽ tiến về bên đây nhá mọi người nhá. Đấy. Đừng số 1. Rồi, nếu mà số 1 thì mình bắt buộc phải lấy cái dương rồi. Như mình đã nói từ đầu ấy. Thì xem là có gì ngon hay không. Vẫn là trái cây ạ. Đúng là một ngày xui xẻo mà. Số 3. Trời ơi. Ê, cảm giác là số 3 hiếm khi được lắm luôn đấy các bạn. Nhưng mà cái chặng đường nó không có khó khăn đấy các bạn. Mình nghĩ là càng lên cao thì cái chặng đường nó mới càng khó khăn. Còn ở dưới đây thì cái chặng đường đi này nó không khó khăn lắm ấy. Với cả là mình đi toàn số 1, số 2 thì nó không sao. Ví dụ như là lên trên mà khi mà các bạn đi một lần mà tới tốn tới 150 hoặc là 200 ấy, mà các bạn đi toàn số 1, số 2 ấy, thì tới đấy mới đáng để nói. Chứ ở đây thì mình thấy là cũng bình thường các bạn. Thật sự ấy. Ở dưới đây một lần số 1, số 2 thì khá bình thường. Bởi vì ở trên kia đấy, một lần là bằng 2-3 lần đi ở dưới đây lận. Rồi, số 3 này. Nhiều khi mà cần số 3 quá trời mà nó không cho à. Nhưng mà nhiều khi mà không cần thì nó cứ ra số 3 thôi. Bây giờ tôi cần số 3 này. Ừ, cho số 3 luôn à. Hay quá trời hay luôn. Đúng là một ngày may mắn mà các bạn. Một ngày may mắn đã tới với tôi. Tiếp tục nào. Ui, số 3 tiếp. Ừ, từ từ nhá. Đi số 2 đi cái giường này. Biết đâu bất ngờ đấy. Ui dồi ôi. Hình như là mình đặt niềm tin hơi bị sai chỗ rồi đấy nha. Không sao. Mình nghĩ là mình cứ vét hết ở dưới hàng thấp này. Mà thậm chí là hàng nào cũng thế. Mình sẽ cố gắng vét hết tất cả những cái đồ gì nó liên quan đến dương ngon cũng như là event. Mình sẽ gọi là cố gắng đi hết các bạn ạ. Rồi, dáng thêm một lần số 3 nào. Số 3 đi. Let's go. Ui dồi, số 2 ạ. Số 2 là đến sát sườn luôn anh em ơi. Khá là buồn nha. Rồi bây giờ nhiều khi mấy quả như này nó sẽ cho mình số 3 đấy các bạn tin không? Nhưng khi mà mình chỉ cần số 1 thôi. À thôi, số 2 thì cũng đỡ gọi tức các bạn ạ. Đỡ tức, đỡ bức dứt. Ui, 7 Isigna luôn kìa. Nhưng mà chắc là mình vẫn sẽ chạy qua cái đường bên đấy trước ấy mọi người. Chạy qua đường bên đây rồi mình mới chạy xuống sau. Rồi, bắt đầu lên đây là bắt đầu số 1 nó bắt đầu căng rồi này. Đấy, bây giờ một lần quay trên đây là bằng 3 cái lần quay ở tầng 1. Các bạn thấy không? Càng về sau nó sẽ càng gọi là cảm giác là tốn nhiều ấy. Mình bắt đầu cảm thấy tốn nhiều đấy. Nhưng mà không sao. Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp bằng một thành quả xứng đáng. Ấy, số 3, ngon. Số 3 nhiều lên nha. Trời ơi. Tầm này càng số 3 thì càng ngon ấy. Bây giờ xin số 3 nữa đi thẳng vào trong đây luôn. Lấy cái Insignia luôn. Nếu số 2 đi cái này. Nhưng mà số 1 thì sao? Số 1 thì đi tiếp vào đây vậy. Hết cách các bạn ơi. Trời ơi, mình tính toán gọi là mọi nước đi rồi. Nhưng mà ai ngờ lại số 1 tiếp. Đi lên nhé các bạn. Mình sẽ đi lên. Đi lên này thì nó sẽ gọi là ok hơn. Kiểu nó sẽ gọi là dễ quyết định cho những lần sau hơn đấy. Rồi, số 3 ngon. Thậm chí mới có thể đi xuống để lấy Isigna nhưng mà thôi. Đó. Đi như này vẫn là tốt nhất này. Và tốt nhất là lần này cho tôi một số 3 nữa. Nếu lần này mà làm một số 3 đó thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Số đúng rồi, số 3 luôn. Quá là đã luôn anh em ơi. Ngon ngon ngon. Đó, mình đang rất là cần mấy cái mảnh của mấy cái thiên thạch này các bạn ạ. Và bây giờ thì tất nhiên rồi. Cứ số 3 là ngon. Chơi cái này cứ số 3 thôi. Full 3 là ok các bạn ạ. 3. Thầy giáo 3. Càng nhiều 3 càng tốt. Đó các bạn thấy không? Thật ra thì ngoài đời chúng ta chỉ cần một 3 thôi. Nhưng mà trong game thì càng nhiều 3 càng tốt nha mọi người. Riêng trong cái game này này. Ngoài đời thì có thể là lâu lâu thì có thể sẽ có 3 nuôi. Nhưng mà trong game này thì chỉ cần một 3 thôi anh em ơi. Một số 3 thôi là đủ. Trời ơi. Tôi không muốn là người số 1 các bạn ơi. Tôi muốn số 3. Cho tôi số 3 đi được không? Trời ơi. Vai lều. Gì mà xui dữ vậy trời. Toàn số 1 thôi. Đúng là một ngày xui xẻo mà. Tôi muốn số 3. Ơi à mà thôi. Tầm này lúc mà cần số 3 thì không ra số 3 mà. Lúc cần số 3 thì lại ra số 1. Vào 3 ra 1. Không sao các bạn ơi. Vẫn cứ là lấy hết mấy hết món quà trong event này thì vẫn cứ là ok nhé. Không có gì là buồn hết. Đúng không cả nhà? Cố lên. Số 3. Ok đấy. Cứ số 3 thôi. Các bạn chơi cái này các bạn cứ
Mong sao ra số 3 là ngon nhá mọi người nhá. Thứ 3 là mà dã. Rồi xong, coi như là cái vụ này. À từ, lẽ ra ấy, là mình nên vào trong đây mình làm cái nhiệm vụ trước các bạn ạ, mà quên mất tiêu. Nhưng mà hôm nay các bạn biết tin gì chưa? Đó chính là cái con thiên sứ thổi kèn của mình. Cái con là mình luôn luôn xem đấy, con rồng Heric mạnh nhất đấy mọi người. Nó đã trở lại rồi đấy. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đầu tiên là mình sẽ cho con này ra này, một con hệ chiến binh và bóng tối. Mình nhớ là mấy con bóng tối mình để ở dưới đây này, để xem có con nào mình không xài không. Con chim cánh cụt đây này, hạng C không xài thì đạp, không xài thì vứt đi. Để cho con này ra. Ok. Và các bạn cũng đừng quên là hôm nay mình lọc bang á. À mà mình cứ tưởng là ở cái cuộc đua này đấy, nhiệm vụ nó rất là dễ nha các bạn nhìn này. Nó bắt mình hát trinh 7 lần mà mình mới ở lát thứ 3 thôi nhá. Hôm qua giờ nó bắt mình hát trinh 7 lần rồi, mình hát trinh thì có 2 lần ạ. Trời đất ơi, cay vãi lò. Đây, hôm nay thì đây chính thức nó được quay trở lại. Mình sẽ vào trong đây cho các bạn coi. May quá, lần trước mình 198 điểm mà mình vẫn hạng 8 đấy các bạn ơi. Mấy thanh niên ở trên đua ghê quá. Mình được 5 game. Và mình sẽ mở xem là bên trong nó có gì nào. Trời ơi, thật đấy chứ. Tỷ lệ mà ra được mấy cái pick hồi sinh cũng như là pick liềm ở đây thì gần như là không luôn đấy các bạn ạ. Mình nhớ là như là có một lần mình may mắn lắm ấy, mình mới mở ra được một cái pick hồi sinh khi mà mình out cái top 1 thì vậy. Kể cả mình được hạng 2, hạng 3. Không biết là trong số những viewer của mình, các bạn coi có ai mà mở được mấy gói này không? Thật sự mở gói này mà ra được mấy gói mà hạng 2, hạng 3 đến hạng 10 là thứ hai. Hạng 2, hạng 10 các bạn nào mở ra được cái pick hồi sinh không? Hay là pick liềm không? Chắc là các bạn phải may mắn lắm đấy thì mới mở được như thế. Đây đây đây, thiên sứ thổi kèn đã chính thức trở lại rồi nha. Cho tụi nó biết đâu mới là sức mạnh thực sự các bạn ạ. Thì từ trước đến giờ thì mình vẫn luôn luôn xem con này là cái con rồng gọi là mạnh nhất. Con rồng Heric mạnh nhất mà mình từng sở hữu và mình từng có. Lẽ ra là mình nên lắp cho nó một cái pick hồi sinh đấy các bạn. À pick liềm chứ, để nó có thể gọi là tung hoành bốn phương. Này, hồi đầy cây. Đam bé vậy ta. Ôi, ủa, sao yếu vậy nhỉ? Có bị sai gì ở đây không vậy? Ủa mình nhớ là cái con này nó đá một cái là đi nguyên cây mà nhỉ. Ờ, sao giờ nhìn nó lại yếu xíu này. Mình có bị sai số ở đâu không vậy? Hay là do bây giờ mấy con rồng nó mạnh quá cho nên là mình cũng chả biết nữa. Ờ, kỳ á. What? Sao giờ nhìn nó yếu vậy các bạn? Hay là do nó không được búp? Không làm gì có vụ đó nhỉ? Tại sao vậy các bạn? Ơi, sự trở lại là một ngày buồn à. Thử lại xem nào. Hút máu anh em ơi. Ấy ấy, đây rồi. Chính xác, nó phải hồi như này. Ủa? Nhưng mà mình nhớ là mấy lần trước đánh là nó hồi đầy cây mà ta. Bây giờ cảm giác nó hồi không có nhiều. Con này có bị fit lại không các bạn? Mình nhớ là ngày xưa khi mà mình cho cái con thiên sứ thổi kèn này ra trận ấy. Ấy, nó đánh là nó hồi toàn đầy cây không à. Mà tại sao bây giờ nhìn nó hồi tí một vậy ta? Nhìn nó hồi không có được nhiều ấy. Và cảm giác là nó không có được mạnh các bạn ạ. Không có được duy mạnh. À, mình cho nó ra nó hay bị đánh trước hai cái đó. Mặc dù con này cấp 70. Ờ, bởi vì con này cấp thấp quá sao? 831. Ui hồ. Con kia cấp 45 mà tốc độ đánh nó gần bằng cái con rồng Heric Pip của mình luôn đấy các bạn. Vãi lều. Con này sao? Ơ, sao con này tốc độ nhanh ấy nhỉ? Con này tốc độ 831 lận. Bạn nào có thể lý giải được cái tốc độ đánh của nó tại sao lại nhanh như vậy được hay không? Mình là mình không lý giải được rồi đấy. Tự nhiên mình thấy tốc độ đánh của con đấy nó nhanh vãi lều ra. Rồi. Tấn công, tấn công. Ok, cũng khá là mạnh. Nhưng mà vẫn chưa hiểu con này có bị nép sức mạnh hay không. Khi mà mấy con rồng Heric mới nó ra, Heric VIP mới ra thì con này có bị nép sức mạnh không nhỉ? Mình nhớ hồi trước mình đánh hồi toàn full cây mà nhỉ. Sao bây giờ cảm giác hồi nó ít vậy ta? Hay là do ở đây nó được búp nhỉ? Nó có được búp gì không ta? Búp chắc nó được búp máu ấy các bạn. Mình nghĩ là được búp máu ấy, máu nhiều hơn bao nhiêu phần trăm ấy thì nó không có hồi đủ lại được. Mình nghĩ là như thế. Chứ làm sao mà nó yếu như vậy được đúng không nhở? Xài cái trời luôn. Bao 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 bao. Trời 120k. Không đủ nữa. Không sao, cứ ra cho xài chiêu này trước ấy. Tí nó cấn lại ở phía sau cũng được các bạn ạ. Nhưng mà được cái là hồi liên tục ấy. Nếu mình nghĩ là nếu không bị đánh strong ấy thì nó sẽ hồi một cách cực kỳ là thoải mái luôn nha mọi người nhá. Đấy, trừ khi mà bị đánh strong thôi. Còn không thì hồi cứ đã luôn, đã đời luôn đấy. Cứ xong cái là hai turn lại được hồi. Được cái là cái turn hồi máu của này nó khá là gần đấy. Đó, cho nên là cũng không sợ lắm. Có thể cân 3, cân 4 một cách khá là dễ nhá. Đó. Được không vậy? Được không vậy?
Ok, được ấy. Đấy, các bạn thấy không? Đánh thêm cái nữa luôn. Mình còn pack hồi sinh mà. Nó có pack hồi sinh nhưng mình cũng còn pack hồi sinh ấy. Cho nên là hồi sinh lại và bình thường cái này đánh con này sẽ hồi đầy cây này. Mà chắc là do được búp nhiều máu quá à. Phải không ta? Mà nhưng mà hồi được có nửa cây à. Mình nhớ là ngày xưa hồi ghê lắm. Để tí nữa mình lục lại mấy cái video cũ của mình coi xem là có hồi có ghê không. Chứ mình có cảm giác là hồi, đánh giá là hồi hơi chậm nha mọi người nhá. À, xíu có lọc bang luôn. Quên đấy. Xíu lọc bang luôn. Bởi vì là dạo đây là mình phải quan tâm đến cái bang của mình nhiều hơn. Mình thấy ấy, là bang của mình mọi người bắt đầu là không chịu làm nhiệm vụ rồi. Đấy, khá là buồn các bạn ạ. Rất là nhiều bạn mới vào nhưng mà các bạn ấy không chịu làm nhiệm vụ. Có rất là nhiều bạn ngồi ngoài, các bạn ấy chờ ấy. Bạn ấy chờ, mong chờ một ngày các bạn ấy được vào trong clan của mình ấy. Nhưng mà hơi tiếc là các bạn ấy không được vào bởi vì là có một số bạn vào rất là nhanh. Nhưng mà các bạn ấy không làm nhiệm vụ. Cho nên là tới cuối ngày là các bạn ấy bị kích ra. Mình thì lại không nhớ là những ai đã từng vào trong bang của mình và không làm nhiệm vụ các bạn ạ. Nên là đôi khi là mình hay bị quên người này quên người kia đấy. Cho nên là mình mong là nếu như các bạn muốn là các bạn thấy bạn nào mà đã từng bị kích ra khỏi clan của mình nhá, thì các bạn nói với mình nhá, các bạn nhé, các bạn nghĩa của mình xem những ai đã từng bị kích thì các bạn bảo mình để lần sau mình kích các bạn ấy ra luôn, khỏi cho vào. Chứ bất công các bạn ấy vào, các bạn ấy không làm nhiệm vụ thì cũng thế thôi. Đó, hôm qua mình đã gọi là đưa cái ấy rồi, đưa cái con số cụ thể rồi, là ai mà trên 5.000 thì giữ lại. Đó, nhưng mà tầm này là lúc mà mình quay clip thì cũng gần kết thúc rồi, nên là ai mà dưới 7.500 thì thôi mình kích luôn. Đó, để tuyển thành viên mới luôn cho nó nhanh các bạn ạ. Không ngồi một hồi là cái nó lại lung tung nữa. Nhưng mà các bạn nhớ của mình nha. Ủa, con này cũng cấp 70 này. Con này ghê gớm đấy. Ơ, đánh trước hai cái kìa. Mày hơi ăn gian nha. Ô, mà mình không được đánh hai cái theo nó là sao rồi các bạn? Tại sao? Hôm nọ có một bạn bảo là cái này nó tính là chất ngẫu nhiên. Nhưng mà tại sao nó đánh hai cái rồi mãi về sau mình được đánh hai cái vậy? Mình thấy không có một chút ngẫu nhiên gì ở đây nha. Ôi nó đánh hai cái tiếp kìa. Mày nè. Tao đánh hai cái không? Ừ, vẫn được đánh hai cái. Cuộc ấy. Oh my god. Đúng là cuộc sống nó không giống với cuộc đời. Ê, lại đánh trước hai cái kìa con này. Thiệt sự luôn ấy hả? Mấy cái chiều này cho chắc các bạn ơi. Mày block đi. Block kiểu gì thì chả bị dính một phát. Rồi xong, gặp lại bán sao y chang. Ô xong, tạm biệt. Tạm biệt thần sấm sét nhé. Chúng tôi sẽ nhớ bạn lắm. Rồi con này nó có cả cái liềm luôn anh em ơi. Để ý nha. Không để ý là vỡ alo đó. Rồi cho này ra đã. Anh thấy cái liềm của em rồi đấy. Em đang giấu cái liềm. Anh nhắc em. Anh nhắc em. Giấu cái liềm với chúng tôi à? Mày đang giấu cái gì đó? Mày đang giấu cái gì? Ôi, bẩn bựa đi. Trời ơi, chơi game nó không ngừng bẩn bựa các bạn. Vãi đạn nhờ. Chưa gặp cái con nào mà chơi game bẩn bựa như con này. Mày bẩn bựa quá nha. Rồi, từ từ, không biết là chiêu cuối con này hồi chưa. À, chơi game nó không ngừng bẩn bựa. Rồi xong, xàm thật sự luôn. Đấy các bạn thấy không? Phần thiệt lúc nào cũng thuộc về mình mà. Khi mà cả hai bên nó tính là tốc độ đánh bằng nhau và nó random thì kiểu gì mình cũng sẽ bị thua thiệt nó ở cái khoản đấy đấy các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Ai công bằng nó nằm ở đâu? Hãy cho Vũ hỏi. Công bằng nó nằm nơi đâu? Các bạn ơi, công bằng nó chỉ là tên của một nghệ sĩ công lý thôi. Chứ chưa bao giờ mà mình đánh mấy kiểu này mà mình là người chiến thắng. Các bạn thấy không? Đấy. Nói ra thì mọi người lại bảo là nó có công thức cả. Nhưng mà đến khi mà cả hai con nó cùng tốc độ đánh nhá, nó cùng tốc độ đánh và đúng rồi, nó ngang tốc độ đánh luôn mà nó đánh thậm chí đánh trước mình hai cái, mà tới tận cách một tơn được đánh hai cái. Công bằng nó nằm ở chỗ nào? Mà hai lần liên tục luôn nhá. Thà một lần thì mình không nói, nhưng mà nó là hai lần liên tục đó mới ní ơi. Tại sao? Why? Thế mà vẫn có một số bạn nói cái có công thức cả. Không hề có công thức gì khi mà chúng nó bằng nhau nhá các bạn nhá. Mình nói cho các bạn nghe này, không có một công thức gì khi mà hai con nó bằng tốc độ đánh với nhau. Chắc chắn các bạn một điều luôn. Và mình luôn luôn là người bị thiệt. Ê, mới đầu chứ. Mình sẽ lấy một ít game nhá các bạn nhá. Lấy một ít game này, đấy. Để có gì mình skip mấy con rồng ra. Sau đó là mình sẽ lọc bang. Những ai mà dưới 7.500 điểm thì mình sẽ kích. Đó, nói chung là như vậy các bạn ạ. Vẫn luôn luôn là gọi là trường phái lọc lõi các bạn ơi. Đây.
Rồi mấy cái 2 vết tát đất thì mình còn dư nhiều thế. Tiện thể là mình cũng làm cái nhiệm vụ hát trinh luôn. Ok quá trời. Chính xác anh em ơi. Đây. Con này cũng gần ra này. Một con rồng legend. Flame and Duck à. Sao nó cứ có mấy con rồng bóng tối ở đây nhỉ? Mình vừa mới cho con này ra này. Bây giờ lại phải tạm biệt Skibidi Toilet anh em ơi. Đó, cho nó ra bên đây cái. Để xem mình được đủ 7000 điểm chưa. Cái này chắc chắn là tỷ lệ cao là mình sẽ gọi là mở rồi. Nhưng mà mình muốn cái mấy cái nào mà nó speed up mà nó tốn ít tiền ấy thì mình sẽ cho nó ra. Flame and Ice à. Ờ đây, con này nhìn có vẻ khá là bựa các bạn ạ. Mình sẽ cho nó ra đây. Đó, chắc là mình sẽ được trên 7000 điểm rồi đấy. Nhưng mà mình muốn xem là cái điểm đua của mình như nào. Mình được 5/7 đấy các bạn ạ. Vào check nhá, check cái clan trước đã. Đây, mình thấy là có rất là nhiều bạn tên Việt Nam luôn nhưng các bạn ấy không chịu làm. Chỉ còn 4 tiếng thôi và chắc chắn là đủ rồi nhá các bạn nhá. Bang của mình làm thì lúc nào cũng đủ hết đấy. 10000 này. Có bạn ra đẹp dai này thì tí nữa đến những giờ cuối thì mình sẽ check lại nhá mọi người. Các bạn nhìn này. Mấy ông không làm nhiệm vụ luôn, trong khi có rất là nhiều người họ muốn vào ấy nhưng mà không vào được. Còn một vài ông người vào được thì lại không làm nhiệm vụ. Các bạn nhớ mình mấy cái tên này nhá. Nhớ mình mấy cái tên này để lần sau mà kiểu người ta vào thì các bạn bảo mình để mình kích họ ra. Chứ mình cần kiểu những người chịu khó làm một chút ấy. Chịu khó làm một chút để kiểu cái clan nó ấy hơn, chứ cứ thế này thì mệt lắm các bạn ạ. Mặc dù là kích ra như này thì nó sẽ bắt đầu bị tính điểm nó thấp hơn này, nhưng 150.000 điểm là đủ rồi. Đó, mỗi lần mà kích ra này nó trừ điểm quá trời trừ luôn đấy. Cho nên là bạn nào mà xác định là vào trong bang của mình thì mọi người chịu khó cày cuốc một tí nha. Nó sẽ mất của các bạn một chút thời gian đấy, nhưng mà bù lại thì nó sẽ giúp cho kiểu cái bang nó phát triển hơn. Với cả là kiểu như là phát nhận định là mọi người vẫn còn chơi game. Đấy, với cả là có một câu mà một huyền thoại từng nói, đó chính là muốn lạ, muốn ăn thì phải làm, không làm thì không được đâu các bạn ạ. Đây, lại là bắt cái con Healing Kama này. Con Healing Kama này cũng khá là ngon nha mọi người nhá. Nhưng mà hôm qua mình đã lấy được cái dương sinh nhật rồi. Dương sinh nhật của sinh nhất rồi các bạn. Không biết hôm nay có một tí cơ hội nào không. Nếu như mà mình mà có lỡ mà bị ma bắt từ sớm ấy thì mình sẽ dừng lại. Mình hứa các bạn là mình sẽ dừng lại từ sớm đấy. Nếu như mà mình bị ma bắt. Ôi dồi ôi. Nhưng mà nếu như mà mình được cái dương thì có khi mình cũng dừng lại đấy các bạn. Biết ngay mà. Mấy con ma nó độc tài lắm các bạn ơi. Khó mà có thể sinh tồn được với mấy con ma này lắm nha. Rồi và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây nha. Nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chỉ là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.